xem là Hồng phụ kiện thì bao gồm như thế này. Em Vân tiếp tục này. Đầu tiên mọi người lật cái này lên, tháo cái ốc lên lấy thanh sắt nhá. Để lắp hai bánh đằng sau. Bỏ cái này ra, mỗi bên một cái. Còn cái này là điểm. Tháo bắt thanh sắt này ra. Rửa lên, có cái lỗ này. Vừa khít với cái thanh này luôn. Rút vào. Có không lên đây. Ồ. Đấy, còn cái ốc này qua. Dễ dàng mình nhá. Mọi người ấn xuống. Sắp ra. Đây. Đây phần này sao? Để thứ bình tĩnh. Rồi. Đây là cái tựa lưng, tựa lưng đằng sau. Sắp cái này vào, nó sẽ để như này này. Rồi. Đây, như này. Mọi người sắp này vào đây này. Nó còn lại, nếu mà sao đứng đây nhá, một tí nữa ngược. Đấy, như này. Đấy, người tháo ốc ra, rồi cố định vào. Có cái thứ chất nhỏ ạ. Đây, chọc vào đây. Đó, còn cố định này vào nhá. Ok. Đây, mọi người nhá, là đấu công tơ. Rút cái trắng này ra. Đây. Đến mà. Đó, thử bật nhá. Đó, vậy là ok nhá. Tiếp theo, cái này. Tháo cái ốc này ra. Để vào. Đó. Hai cái đổ ạ. Đây. Hai cái điểm. Người lắp vào đây là được. Ấn vào là được. Đây, đồ để chân. Đây là bên này. Đấy, cũng ấn vào. Tương tự bên kia nha. Bên kia cũng vậy. Tiếp. Cái này, ấn vào. Đây, nó có những cái khớp này. Đó, ấn vào là được. Ấn vào là được. Cốp đằng sau đấy. Cốp đằng sau. Đây, mọi người tháo ốc này nhá. Tháo cái ốc này ra. Để vào là được. Ok chưa? Rồi, xem này, xem này. Đây, đây là tiến. Đây là lùi. Còn đây là không hoạt động ở cái đè này, chứ không hoạt động ở giữa. Đấy, xuống là lùi. Ấn lên là tiến. Đây. Đấy, đấy. Đấy, lùi đây. Đây, ấn này này. Ok chưa? Okay. Bật nhạc. Còi. Bật nhạc. Đổi bài. Đó. Thắng. Đây là buồn. Xong. Cái này. Phần đề can dán nữa. Còn rất nhiều đề can để dán cho mọi người nha. Đề can đây, mọi người dán vào trang trí nha. Cái gương này phải bé lên nhé. Bé lên được, bé dưỡng được. Xuống rất có diện tích. Đây, mình dán gương đây nhá. Mọi người dán gương này. Trang trí này. Rất đẹp, rất xinh. Cô tỉ hai mẹ. Rồi.